lá bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Chúng ta bắt ra. Lá bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh kích thước dài từ 30 phân, rộng 20 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, chúng ta quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh, sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thi chuẩn cách 1 và cách 2 cũng được, vì đã vào vị trí bị bệnh. Qua hình ảnh chụp X quang thể hiện bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 xương đòn, hai đồng xương gây vát sắc nhọn di lệch đèn trên và xuống dưới, kết hợp một mảnh xương bóc tách di lệch chống lên trên. Trình ở viện nằm mổ phẫu thuật để vít đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh, sau đó bỏ thuốc nam và cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 50 ngày là xương đòn của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau khi bệnh nhân điều trị và đắp thuốc xong, phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, co duỗi và làm việc được bình thường. Làm việc
này anh bị gãy xương đòn là cái đợt mà để ảnh hưởng xương cả vai nhá. Sau nào của anh hơi bị nặng một tí nhá. Anh đưa một sang kiểm nặng này này. Khớp gối đang tràn dịch này. Anh đắp vào xương đòn trước nhá. Anh dựa người lên trên đường lưng cái ngoài mặt kia. Đây chị ơi, đây đây. Chị đã chặn rồi. Năm anh bao tuổi rồi? Hít thở lồng ngực căng lên, hít lồng ngực căng lên, thở ra. Mấy kia không phải này. Nào. Con bạn kia. Nào. Hít căng lên đi. Hít căng vào, thở căng ra, hít hít sâu vào. Hít căng vào, hít căng lên đi. Đau mày. Đau. Đau tí thôi. Đau tí hay đau gì? Đây nhá, chị đây nhá, đây thì lá bó thì chị đắp đặt một tấm giấy này, mặt ngoài đặt tấm giấy này, đặt phía kia lên lá này, chị đây đây, đó, sau đó dùng băng phun quần này nhá, khớp gối dịch này thì đắp thuốc nhá, tiêu hết dịch nhá, khớp gối trước mới đầu này đau hết hở không đắp được khớp gối nhá, chị đây đây, đó, cuốn lỏng nào, này. Cái động máu anh thì em đắp cái vài một hai miếng là tan thôi nhé. Máu đầu đây là máu sao sao này nhé. Và mình đắp trực tiếp mặt đỉnh đầu nhé. Cái này đây. Đắp nước đi ăn, nước ăn uống có thể bỏ ra được nhé. Bỏ ra xong lúc sau này đắp à? Đắp ăn một vài miếng là tăng ngay năm ngày miếng quay từ quay thành hàng ra ra đến rồi đấy kim rượu bia nhá rượu bia thuốc nào cái kia cậu chào bác sĩ nhá. Vâng con chào bác. Năm ngày thay cái thuốc một lần. Năm ngày nghiệp, năm ngày làm nghiệp. Ăn cơm nhỉ? Dạ. Ăn à? Đúng rồi. Đó. Đến tối. Cái dịch của khớp gối nhá, nguyên chân. À, nó dịch thì nó đang dịch thì đang động tụ dịch là thầy trước em cho đắp này cho uống nó tan nhé. Dịch khớp gối này xương đòn đắp rồi này đắp uống tầm hơn tháng hoàn toàn làm việc bình thường nhé. Được, anh xong rồi thầy gối đây con này cho uống nhé. Thế đắp thì kia mà những cái máu nó tụ kia là tan hết. Em chào anh.
hôm nay em xuống hóa điện hình ảnh của anh. Về quá trình ngày trước anh bị vết thương đòn, chấn thương bả vai, cái là mình bị chấn thương sọ não và kèm theo bị chặt khớp gối. Từ đó anh khỏi được mấy tháng nhỉ? 5 tháng. Em hỏi là ngày trước anh bó thuốc mấy tháng anh khỏe hoàn toàn? Có 2 tháng. Anh kể cho em cái nguyên nhân vì sao anh bị tai nạn mà gây sinh vòn với cả chấn thương sọ não rồi. Bả vai với cả thương bơm chảy khớp gối ra thịt này nặng như này. Do bị tai nạn xe máy. Dạ vâng. Đấy tối đi tai nạn nên là ở đoạn đường nên là va vào nhà người ta. Dạ vâng. Gãy xương đòn này. Dạ vâng. Chấn thương cái não chỗ này. Dạ. Cả bị bả vai về đầu gối phải. Dạ vâng. Anh bỏ thuốc thì tổng cộng là 2 tháng anh khỏi hoàn toàn đúng không? Đúng rồi, 2 tháng là 2 tháng khỏi và đi làm khỏi được 5 tháng này. Hiện tại thì cũng mới đi làm được gần 1 tháng này rồi. Anh làm việc bình thường chưa? Cũng làm việc cũng bình thường rồi. Bây giờ các cái vị trí đầu này, vai, khớp gối của anh có còn đau nữa không? Nói chung là thì nói chung là đã khỏi coi như là được gần 100% rồi. Vâng. Cái khớp vai về xương đòn anh có đau nữa không? Không đau lắm. Không đâu. Vâng. Thì nào làm mà bình thường nhỉ? Là. Bây giờ anh làm công việc hàng ngày anh làm những việc gì được rồi? Anh làm coi như là gần như là hết toàn bộ mọi việc. Bưng bê. Bưng bê bây giờ cũng được rồi. Dạ vâng, anh đưa tay ngang cho em. Đưa cao đi. Đưa xuống. Đưa mạnh đi. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh đưa tay ngang đây. Ngang đây. Anh gấp vào. Dưới ra. Gấp vào. Dưới ra. Gấp vào. Dưới ra. Anh đưa tay ngang này. Đưa thẳng ra. Đưa ngang. Đưa thẳng ra. Đưa ngang. Đưa thẳng ra. Anh bắt tay. Đưa ngang ra. Bắt vào. Đưa ngang ra. Bắt vào. Đưa ngang ra. Bắt vào. Anh đứng lên cho em. Anh đưa cao tay lên. Phù trượng. Đưa cao lên. Phù trượng. Đưa cao lên. Phù trượng. Đưa cao lên. Phù trượng. Đưa lên. Phù trượng. Đưa lên. Phù trượng. Rồi anh ngồi ghế đi. Anh xoáy tay cho em. Xoáy mạnh vào. Xoáy mạnh vào. Anh xoáy ngược lại. Anh ngược nặng. Rồi, anh vung tay ngang, vung tay ngược. Vung, anh vung hai tay đi em. Vung cao lên. Vung cao hẳn lên. Anh khoanh tay vào. Cưới ra. Khoanh tay vào. Cưới ra. Khoanh tay vào. Cưới ra. Anh vung tay tròn tròn ra. Đó. Rồi. Ngày trước là đi viện chị viện có mổ trước này không? Không ấy. Ừ. Điều trị bảo tồn. Vâng. Tại vì anh bị chấn thương vùng đầu mà không mổ nó. Vâng. Em xem bị gì bị gãy cho em anh. Hiện tại của anh là thẳng hoàn toàn rồi nhé. Vâng. Em hỏi là bây giờ anh bưng băng nặng có đau cái này không? Bây giờ nó cũng không đau lắm. Không đau. Bình thường đúng không? Vâng. Ừ. Đấy thẳng hoàn toàn rồi nhé. Anh vạch cái khớp gối này em xem nào. Ngày trước anh có sẹo ở chân mà. Đây. À, anh duỗi ra khớp gối này. Các bạn xem. Rửa ra, gấp vào, rửa ra, gấp vào, rửa ra, gấp vào. Anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Đấy, bình thường rồi. Anh đứng lên ngồi xuống cho em đây này. Đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Rồi, anh ngồi ghế đi. Anh đưa tay ra một lúc cái xương đòn em lấy hình thế mà. Đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên. Cứ mạnh lên. Rồi. Thế quá trình ngày trước anh bó thì mới đầu bó xương đòn anh có đau nó lên không? Không ấy. Không nó lên. Vâng. À, giảm luôn. Vâng, giảm dần. Vâng, sau khi anh bó là 2 tháng anh tập cái chun mấy tháng anh gượng tay bình thường như này. Tập 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Thế là anh làm việc công việc chính của anh hàng ngày anh làm việc gì? Việc nói chung bây giờ là toàn việc tay chân à và công ty nên là vào làm việc tay chân nhiều bây giờ chú ấy không vào đâu nè làm bình thường nhỉ
cũng đỡ hơn nhiều rồi. Dạ vâng. Anh cảm giác nằm cơ động bình thường nhiều đúng không? Vâng. Vâng. Anh đưa ra em xoáy mạnh tay giúp em lấy ngay tếm. Vâng. Xoáy mạnh. Xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Xoáy anh đưa tay ngang. Đưa ra. Vâng. Anh cứ bắt hẳn là nó co vai. Đó, đưa anh nha. Rồi anh đưa ngang này này. Ngang đầu này. Đưa ngang nha. Rồi. Hôm nay em xuống hình ảnh của anh về vì ngày trước anh bị gãy xương đòn, gãy rất là nhiều. Thế là mình chấn thương sọ não và chấn thương bả vai. Đặc biệt là mình chặt khớp gối rất là nhiều. Hiện tại khớp gối anh đi làm được bình thường rồi đúng không? Rồi, bình thường. Ừ. Em thấy hình ảnh của anh thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh. Cho em bớt chút thời gian cho em suy nghĩ hình ảnh về hoàn thiện quá trình thực tế về quá trình điều trị khỏi gãy xương đòn. Thế là chấn thương vùng đầu và ảnh hưởng chấn thương gối rất nặng nhé. Cảm ơn anh nhé. Đấy, đấy thì tôi xin cảm ơn anh. Dạ vâng. Đã chăm sóc coi như là dạ. Cũng nhận của cho dạ, vâng. Tôi suốt thời gian qua. Dạ vâng vâng. Cảm ơn chào anh ạ. Dạ, tôi xin cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng. Trước khi nhà thuốc điều trị gãy xương đòn kết hợp bệnh nhân bị gãy xương sườn số 1 và số 2, nhà thuốc sẽ xem lại hình ảnh gãy xương thể hiện trên phim quang. Trên phim chụp, bệnh nhân bị gãy 1/3 xương đòn, đường gãy hai đầu xương vát di lệch đến trên và xuống dưới. Kết hợp bệnh nhân bị gãy xương sườn hình ảnh xương sườn di lệch đến trên. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh liền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 45 ngày là xương đòn, xương sườn của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, làm việc được bình thường. Anh gãy xương đòn được bao nhiêu ngày đây? Ngày 6. Anh dựa lưng dựa về bác. Để bác. Cái vùng gãy quanh nhà tím nhé. Bên này thì nghiêng nghiêng lên đây. Nghiêng nghiêng lên đây. Bên này thì xảy rất là nhiều. Vết xảy liền ra rồi. Quay vào đây. Anh dí lệch sâu nhé, cả tưởng ở tầm 2 phân đấy này, là tầm đấy, tầm đấy không, tầm 2 phân đấy. Điều trị em ơi, chị không hiểu cho em nhé. Đường rồi, cái chân giòn anh là tím này, cái tím rất là nhiều. Anh đưa tay kia đây, đây, ngoài tầm, bám đây, bám đây, chắc đây. Làm người không gồm mặt nào kia. Đấy, phải anh hay lên mặt nào kia. Không gồm, không gồm bằng cách mà như thế này. Gần 40 rồi, quên hạn. Đứng người trước. Thế là xương khớp nhau.
không làm nữa. Cái băng này của anh vẫn giữ tầm đến cái băng này, cái đai, cái giấy này các thầy nẹp ở trong này giữ tầm 20 ngày 20-21 ngày đã như làm sao làm mình thảo ngay sau này. Chào anh ạ. Anh ngồi ghế đấy. Hôm nay em sang hoàn thiện hình ảnh của anh. Hình ảnh của anh cái 3 xương đòn. Trước anh đi làm sao cái này anh tham gia đá bóng buổi sáng, đá bóng nào tháng 3. Sau khi anh đi đá bóng anh bắt đầu thì anh có ở viện mà có đâu không? Yêu rồi nhưng anh có người ta chưa thấy an tâm là biết nhà thuốc em là anh nhà chưa nằm. Anh về thuốc em bó được mấy tháng anh khỏi hoàn toàn. Bó đến tầm này là được 7 tháng rồi. Anh có mấy tháng đưa lên anh bắt tay mình gánh vào, đưa ra sau đứng ngang nhá, đứng sau đứng ngang nhá. Rồi anh đứng lên, ngồi đứng lên, đưa cao cái lên cao xuống thì xuống nhau, đưa cao lên sườn cao lên, cao lên rồi anh xuống đây anh ngang nhé, đưa vào anh đưa xuống, đưa cao lên đưa xuống anh cứ động phải tay ra phải tay anh phải ngược lại ra phải ngược lại xoay mạnh ra, xoay mạnh ngay. Rồi, anh khoanh tay vào. Dưới đây ra. Khoanh vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Anh đưa cao, đưa cao. Cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh ngồi ghế. Anh mới đầu bó thuốc em mới đầu có nhức không? Mới đầu bó nhức thuốc gấm cảm thấy là xương nó hơi cắn cắn hơn nhức vậy. Bây giờ là sau 7 tháng anh nhập bình thường được. Nhập bình thường. Bây giờ bình thường được. Anh nhập thay anh nhập.
Còn cái đoạn của anh này nắn thẳng ở đấy nhé. Bây giờ anh không có thể đau ở đó. Không có đau, cái đoạn bình thường là anh đưa chí lên, đưa xuống thời gian. Đưa cao lên, đưa cao lên, đưa xuống. Đưa cao lên, đưa xuống. Đưa lên, đưa xuống. Đưa lên, đưa xuống. Rồi. Hôm nay sao mà hình ảnh của anh về cái hình ảnh trước là mình 3 xương đòn. Thì anh khá là nhiều, câu đi xuống. Tôi bỏ một vài thầy cũng hiệu quả đúng không? Tôi đưa anh cái đẹp của em có được hơi tháng hoàn toàn rồi. Anh ta đã đẹp của em được hiệu quả không? Anh qua thì là tôi làm anh rất là tâm. Bây giờ anh làm cái bình thường rồi đó, anh làm cái bình thường rồi. Anh cảm thấy quay chút để đẹp của em được hiệu quả. Trước khi nhà thuốc điều trị gãy chênh lệch 1/3 xương đòn cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ kiểm tra và xem mức độ gãy xương thể hiện qua phiên quang. Trên bên chụp thể hiện hình ảnh xương đòn chênh lệch đến trên và xuống dưới. Hai đầu xương gãy vát sắc nhọn, đặc biệt là nhiều mảnh xương vỡ vụn bóc tách chênh lệch để vào trong. Trinh ở viện nằm mổ phẫu thuật để vít đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh, sau đó sẽ vào nẹp cho bệnh nhân và đắp thuốc nam, kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 20 ngày là xương đòn của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau khi xương bệnh nhân can hoàn toàn, bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, co duỗi, làm việc, sinh hoạt được bình thường. Hình ảnh gãy xương đòn với vụn như này rất phức tạp. Anh bị gãy 1/3 xương đòn này bao nhiêu ngày rồi? Mới bị hôm kia. Chiều đi là chống vai của anh. Vâng. Mặt xấu thế. Mặt xầy, tay xầy. Đây xương đòn này tím rất là nhiều nhé. Anh móc thì không ở tí nhiều này. Không. Không móc đúng không? Và xả mạnh này. Vì nhà trước anh hàng trước thì gãy mà. Anh em này à? Ở gần này. Gần này. Không phải anh em nữa. Mình biết là em dâu rồi đấy. Dâu à? Cô ấy chắc không đi đâu mình gãy chút đòn. Những gì nên cho con đi học xong rồi là cái thằng bé nó chở vào nó đi khám mà. Ừ. Thế là nó vượt vượt ẩu nó va vào đi chứ. Chính dạ, vậy. Mẹ nó sát vào đường rồi nhưng mà nó là vượt ẩu nó va vào đi chứ.
bắt đầu nó làm hay gì? Vâng, bà tin là theo cái tập hợp được cây của tí. Mày cũng được bố tôi. Khi thở sâu đi. Trai hết nhỉ. Khi thở sâu, khi thở căng ngực nhá. Xoay vào đây. Khi thở sâu đấy. Đưa xuống, rồi nhẹ nhàng thôi. Còn đau không? Đau. Đau nhiều không? Đau rồi. Chân vào đấy. Chân gắt như bệnh nhân cuốn theo này. 3-5 giờ giấy này. Mặt xoay sức hết rồi đâu đấy. Mày vui nghe em nhá. Từ trước, mai mất đẹp đẹp trang. Nó được sao cái này nhé. Đó, con đặt lá này lên này. Mặt trong của lá thì nhân cuốn một tấm giấy hoặc giấy bản được, hoặc là giấy áo được. Đặt trực tiếp vào cái giấy này. Phần ngoài lá thì lót một tấm giấy tiếp theo nhé. Đừng quên quật, cố định lại. Về nhà anh kia với chó nhá. Đừng cả đắp và uống tầm quanh gầy lăng này tầm tháng tí đã khỏi thôi. Đấy, ba xương đòn cũng nhạch xuống dưới. Đấy, nhà văn như cái kia đúng không? Dạ vâng. Hôm nay tứ hiệu em ở đây 1-2 lần nhá. 1-2 lần. Nghe cái túi rượu trắng 1-2 lần rồi. Đúng rồi. 1-2 lần thôi. Cái bó thuốc được 2 tháng à. Thì 5 tháng là đỡ khỏi à. Từ nay anh bó thuốc được 2 tháng mà tới cộng là tất cả bó thuốc là khỏi được 5 tháng đúng không? Dạ vâng. Hiện tại anh tự động làm việc bình thường chưa? Dạ, tự động làm việc bình thường. Dạ. Anh đưa tay ngang kìa, anh đưa ngang đi. Đưa xuống, đứng mạnh tay đi. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh dưới đây chưa? Bắt tay vào. Dưới chưa? Bắt tay vào. Dưới chưa? Bắt tay vào. Dưới chưa? Bắt tay vào. Quanh tay vào chưa? Dưới chưa? Quanh tay vào. Dưới chưa? Quanh tay vào. Dưới chưa? Quanh tay vào. Anh đưa ngang bên này. Dưới chưa? Dưới chưa? Dưới chưa? Dưới chưa? Đưa vào. Mắt này vào. Mắt hẳn vào. Đưa ngang nha. Mắt vào. Đưa ngang nha. Mắt vào. Đưa ngang nha. Em hỏi ngày trước anh đi đâu mà anh thấy ba xương giòn này nè. Hôm đi ba vào xe ô tô. Vâng. Hiện tại là đến trước của anh nhé. Hai bên này nằm cho anh thẳng hoàn toàn rồi nhé. Xương nghiền hoàn toàn này. Không còn nổi hết thì không nổi nào nhé. Hiện tại anh làm được bình thường này đi. Vâng, đi làm được bình thường. Anh đứng lên nhé. Đứng lên anh đưa cao tay đi. Đưa xuống. Đưa hẳn cao tay đi. Đưa xuống.
đưa lên, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, rồi. Em hỏi tiếp là sau bao nhiêu ngày đi chụp phim thì chưa được cam hoàn toàn? Sau một tháng. Hôm nay em sang có hình ảnh của anh đã đưa ra tay anh vừa với em, đưa mạnh đấy. Đưa cao hỏi lên, đưa xuống. Đưa cao lên, đưa xuống. Đưa cao lên, đưa xuống. Đưa lên, anh đưa mạnh lên. Rồi, đưa mạnh lên. Đưa xuống, đưa cao hỏi lên. Đưa xuống. Không biết hàng ngày của anh làm ngày gì? Đi làm điện. Hiện tại làm điện bình thường đúng không? Vâng. Hôm nay em sang thì anh ngày của anh chúng tôi anh đi lại là tự động làm việc bình thường được. Ngày trước là anh mới đầu bỏ thuốc, rồi anh có đau nhiều không? Bỏ thuốc thì mới đầu thì đau, à. Khoảng hơn tuần thì đỡ đau được. Ngày trước là anh tầm tính là tay phải trước nhiều. Vâng. Hôm nay em sang thì ngành chúng tôi anh hoàn toàn nhé. Đã thuốc em cảm ơn anh nhé, quay anh khỏe nhé. Cảm ơn.